Hello em sẽ hướng dẫn em sử dụng con máy Canon Dematic nha. Đầu tiên á là về cái hay pin ở trong á, thì thông thường cái pin nó xài là một cục pin rất là bự, và pin nó là pin thủy ngân, hiện tại nó sản xuất rồi. Thành ra cách mà anh đổ cái pin lại, nhất là anh chia một miếng giấy bạc ở đây cho nó dẫn điện. Thứ hai là anh sẽ sử dụng hai cục pin LR44. Anh sẽ tặng kèm em thêm. Ở trong máy nó sẽ có cái chiều nè, rồi em sẽ nhìn, anh sẽ để miếng nhựa này để em thay được cái chiều bên đây thôi. Còn bên đây mình không tác động vô. Rồi. Con này là chiều dương hướng xuống, thì giờ anh sẽ dùng hai cục pin, anh đặt chiều pin nó song song luôn nha, chiều dương hướng xuống anh nhét vô. Ok, khi mà nhét được cục pin vô rồi thì em có thể đóng nắp lại, và đặc biệt là con này khi mà có pin thì nó mới cho mình chụp đó, khi mà có pin nó cho mình chụp, lấy nét của nó sẽ là cái vòng này, mình sẽ có thể dịnh tay vô nè, rồi mình xoay thì chính giữa view ngắm nó sẽ có cái điểm màu vàng, và khi mà em muốn chỉ cái điểm màu vàng nó vào vật thể muốn lấy nét, em chỉ cần xoay sao cho nó không làm cho cái điểm đó, cái vật thể đó tách thành một cái bóng nữa là đúng, xoay xoay cho gặp lại là một là đúng à, ví dụ như xoay rồi ok, mỗi lần chụp thì mình sẽ kéo cò xong bấm chụp lên cò bấm chụp, khi mà vô chỗ thiếu sáng á, em giữ nửa cò chỗ này sẽ sáng đèn lên, nó báo cho mình biết là chỗ đó sẽ hơi tối, mình phải cầm chắc tay hơn rồi à, về con máy này thì nó sẽ có một cái chức năng khá là hay á, là in ngày giờ lên hình. Thì in ngày giờ là cái gì, là khi mà em giữ nhẹ nút chụp à, nó sẽ có, khi mà em muốn in ngày giờ em để giúp anh cái này qua on, và đây sẽ có những cái thông số về ngày giờ này, là năm tháng ngày đó, year month day, thì mình có thể dặn những cái bánh đăng ở bên đây để mình chỉnh ngày giờ, thì khi mình chụp nó sẽ in lên, khi mình lên cầm chụp nó sẽ in đó. À, ngoài ra con máy này á, thì khi mà em xài á, em lưu ý giúp anh trước khi xài là để cái này, dặn cái này nè, xài cho cái máy nó về chữ A là auto, còn những cái số còn lại của nó sẽ là những cái số mà khi mình sử dụng những cái flash sim của máy thì mình mới xài được, còn lại thì nếu mà mình để qua đó thì có thể nó sẽ chụp bị sai sáng. Tiếp theo nữa là ISO, mình sẽ để hai ngón tay vô trong đây xoay cái vòng này là ISO, thì cách để mình xoay thì mình chỉ cần để vô đây xong mình dặn thôi, mình xoay ISO này rồi như vậy thôi, mua phim ISO bao nhiêu thì chỉnh về ISO cho nó đúng với cụm phim mà được. Và con này đặc biệt có rất là nhiều loại những cái ISO lẻ lẻ để có thể hỗ trợ cho mình chụp những cái cụm phim outdated là phim hết hạn sử dụng. Khi mà không có phim thì mình lên cò, cái này nó sẽ không lắc nữa, nó đứng yên nữa là không có phim. Ok, khi mà nó lắc nghĩa là có phim. Rồi, về cái bên đây là hẹn giờ, mình kéo hết xuống, lên cò xong bấm nút chụp thì nó sẽ chạy, và cố định của nó sẽ là 10 giây, mình không có kéo được nửa cần hay gì hết nha, cố định của nó sẽ là 10 giây, xong 10 giây nó sẽ chụp. Rồi, kéo cái này lên, giật mạnh cái, nó sẽ mở buồng phim ra, đây là cái buồng phim của nó. Em sẽ để cái đầu lò ra này, hướng xuống dưới. Rồi, nhớ chỉnh ISO trước khi gắn phim vào. Và lưu ý gắn phim thì anh sẽ có một cái clip riêng nữa để biết mình biết cách check coi mình gắn phim đúng hay không. Mình sẽ dùng cái đầu phim này, nhét vào một trong những cái khe ở bên đây. Thì khi mình nhét á, mình sẽ nhét thật theo đúng cái chiều á, mình nhét cho nó cứng cứng vô nè. Rồi, khi mà nó cứng rồi, thì em giúp anh lên cò, chụp bỏ một tấm, hai tấm. Và lưu ý là cái cuộn phim của mình, ví dụ nó ghi 24 thì mình có thể chụp được đúng 24 tấm. Hai cái tấm mình lên nãy nó sẽ không tác động vô 24 tấm trong cuộn phim. Ok, khi mà em lắp phim đúng, lắp phim xong rồi, em lên cò bật chụp bỏ hai lần và thấy nó cuốn theo đúng rồi, đóng nắp lại, và lúc sau khi đóng nắp thì tuyệt đối không được mở ra nữa. Rồi, và cách để mình chụp thì mình lên cò bấm chụp, và mình sẽ thấy được cái này sẽ lắc nè, khi mình lên cò nè. Đó là máy có phim. Ngoài ra thì khi mà em chụp tầm 3-5 tấm á, thì cái này nó sẽ xoay theo là mình lắp phim đúng, nếu nó không xoay theo là mình lắp phim sai. Và ở đây nó sẽ có cái bộ đếm số, cái bộ đếm số này sẽ hiển thị cho mình biết được là số kiểu phim mình đã chụp, và lỡ có ai đó mở ra hoặc là mình mở lắp phim thì nó sẽ tự reset về chữ S là start bắt đầu từ đầu. Ok, mình cứ lên cò mình chụp vậy thôi, đến khi mà hết phim thì nó sẽ xảy ra một tình trạng là bị cứng cò không kéo được nữa, cứ ngắt luôn. Lúc này mình sẽ phải tua phim về bằng cách là nhấn nút dưới đít máy cho lúng vô nè, sau đó em mở cái này lên và xoay theo chiều mũi tên trên đây là chiều kim đồng hồ, nó sẽ có cái chiều mũi tên đó, mình sẽ xoay đến khi nào mà mình thấy được nó nghe một cái rộp, cái nó sẽ hơi nặng, nghe cái rộp cái lỏng le luôn, mình chỉ cần nhấc lên lấy cuộn phim ra và đem tới lắp chén rửa, để tên số điện thoại, họ sẽ gửi hình về email cho mình. Máy thì em chỉ cần bảo quản nơi khô thoáng, tránh nơi cướp xe, nơi quá nó ẩm là được. Vậy thôi, chúc em sẽ có những số hình đẹp với chiếc máy này.